có cách nào đậy chặt chúng nó? Thạch Hạo che miệng lúng búng hỏi. Đậy chặt trong bình ngọc là nó không chạy được. Thạch Hạo nghe vậy vội lấy từ trong ngực ra một bình ngọc nhỏ rồi nhét cả năm con rồng nhỏ vào, sau đó đậy chặt nắp bình. Sau đó nó ngạc nhiên nhìn chòng trọc và ngoan thạch, kẻ này cũng biết khá nhiều, và lại canh giữ ở thần viên cũng uống trộm không ít bất lão tuyển đi. Có phải ngươi thông linh từ lâu, trong người có rất nhiều chất lòng màu vàng. Không, đừng có nhằm vào ta, Ngoan Thạch đang ngốn từng ngụm cát lóng lánh lớn lại càng hoảng sợ, nó nhanh chóng lăn qua một bên, cảnh giác nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo không hỏi nhiều bởi vì bây giờ rất cấp rút, nó muốn đi bắt con rồng vàng nhỏ kia, nếu đi trễ chắc chắn sẽ bị mấy sinh linh kia chia chắc sạch sẽ. Không cần đi đâu, người chắc chắn sẽ không bắt được, ngay cả mấy kẻ kia cũng là công dã tràng, bất lão tuyển đã thành công hóa hình, hơn nữa còn bị giật mình tỉnh giấc, nó có thể bay lên trời chui xuống đất, không bắt được nữa rồi, Hoàn thạch lắc đầu. Loại nước thần này một khi hóa hình chắc chắn tràn đầy thần tính không gì sánh nổi, chỉ cần có đủ thời gian nó có thể rất nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở thành tế linh. Thậm chí nếu năm tháng đủ dài có thể trở thành thần linh cũng không thành vấn đề. Ở trong thần viên có trường vực mà bất lão tuyển lại không bị ảnh hưởng, chất lòng màu vàng hóa hình thành rồng, có thể chạy xa trong chớp mắt rồi ẩn xuống dưới đất. Cực cực đà thần thạch bắt đầu điên cuồng nhai cát, ăn xong trên bề mặt bèn nuốt dưới mặt đất, hào quang màu vàng ở chỗ này trào dâng, mây khói cuồn cuộn bốc lên như sóng biển màu vàng kim, tất cả đều do tuyên trì ban tặng. Con rồng vàng nhỏ kia tuy chạy mất, nhưng chỗ này tràn ngập thần huy rất mạnh, bùn cát trải qua vô tận năm tháng được tầm bổ nên đã sớm có linh tính. Đừng cướp đoạt, người đã có chất lòng màu vàng rồi, những thứ này ngươi ăn không được, ngoan thạch kêu lên ta phải mang về để liễu thần chữa trị thân thể, tiện thể cứu một tế linh khác, thạch hạo tranh cướp, một sấp túi gia thú đều phát huy công dụng, chất đầy ở bên bờ ao. Ngoàn thạch tranh cướp với nó, hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân đã ăn sạch sành xanh ao thần, đó là còn chưa tính bọn chúng đào xuống ba thước đất, thẳng một đường xuống dưới. Rốt cuộc nào chỉ có ba thước, ba mét đều vượt quá bùn đất đều bị lật lên, hào quang màu vàng triệt để biến mất vì đất vàng đều bị hai con ăn hàng này cướp sạch, chỗ này trở thành một vùng đất bình thường. Ăn quá đã, căng bụng, ngoan thạch ở một cái, cả người nó phát sáng, lại có hào quang lóng lánh phát ra, ngả sang sắc vàng rực rỡ, so với trước đây trông thuận mắt hơn nhiều. Thạch hạo trận mắt nhìn nó, thầm nghĩ lần đầu tiên gặp phải đối thủ, tên này cũng quá mạnh đi, ăn hết nửa ao bùn cát mà có vẻ chẳng việc gì, có thể tiêu hóa được hết, càng có vẻ thần kỳ. Người tiêu hóa được hết, Thạch Hạo hỏi nó, cả một đống bùn cát vàng còn lớn hơn nó vậy mà đều bị nuốt sạch. Làm sao có thể tiêu hóa hết ngay một lúc được, ta chỉ trước tiên cất trữ cát vàng, đợi sau này chậm rãi luyện hóa, mấy cái này đều là trí bảo. Không ăn ngon như trước đây hả, Thạch Hạo thờ ơ hỏi. Nói linh tinh, rượu phải ủ lâu, cả thần càng để lâu càng ngon, được bất lão tuyển ngâm lâu như vậy mùi vị tốt hơn, đà thần thạch ngất ngây nói ra, sau đó nó chợt tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng. Thạch Hạo tức khắc nhào tới, một phát tóm được nó rồi nói, người quả nhiên có gì đó quái lạ, nói, suối thần có phải đã bị ngươi uống sạch. Đau chết mất, sắp vỡ rồi, mau buông tay, nó gào như mổ lợn. Nói đến cũng thật kỳ quái, sau khi chất lỏng màu vàng biến mất trường vực nơi đây trở nên yếu đi, tựa như thối lui theo con rồng vàng nhỏ. Người rõ ràng vừa mới nói, trước đây có ăn bùn cát vàng ở chỗ này, thạch hạo đấm nó, một quyền tiếp một quyền càng mạnh thêm. Đừng đánh, ta thú nhận tất cả, ngoan thạch tiêu thảm. Nó quả nhiên không chỉ ăn thần sao một lần, chỉ có điều sau đó nó bị pháp tắc chỗ này trục xuất, khó có thể tới gần thần trì, mà nay bất lão tuyền trở nên khô cạn nó mới có cơ hội tiếp cận. Chất lỏng màu vàng chẳng lẽ đều bị ngươi uống hết, thạch hạo chằm chằm nhìn nó với vẻ thiếu thiện trí. Ta chỉ có thể ăn đá, chất lỏng này sau khi nuốt vào vẫn còn chảy ngược ra ngoài, đà thần thạch cổ rũ, canh giữ không có một núi của nhưng lại không có thu hoạch vậy ngươi cũng lấy được rất nhiều thứ tốt, đến tột cùng đã ăn bao nhiêu cát thần, thạch hạo hỏi. Lần đầu tiên ăn 200 cân đã bị đuổi đi, lần thứ hai ít hơn, lần thứ ba vừa mới vào đã bị đánh bay, đà thần thạch căm giận khôn nguôi. Theo lời nó, lần thứ tư cũng là lần cuối cùng này rút cuộc ăn đã đời, hoàn toàn căng bụng rồi. Bây giờ nó trông hơi khác trước, hào quang màu vàng nhạt tỏa ra, trông lóng lánh không ít, nói như thạch hạo, bán được giá hơn nhiều, có chút giống ngọc thạch. Bất lão tuyển sao lại trở nên ít như vậy, thạch hạo nghi hoặc. Nó sinh ra linh trí, tiến hành lột xác hóa thành sinh linh hình rồng, người cho là không phải trả một giá lớn sao, đều tiêu hao đến khô cạn, thiếu chút nữa là thất bại. Thật sự là đáng tiếc, sau này có lẽ sẽ không còn gặp lại bất lão tuyển, thạch hạo phiền muộn. Cũng không đến mức ấy, nó đã thành tinh, biến hóa thành công, trong tương lai sau khi trở nên mạnh mẽ tạo thêm một ít chất lỏng màu vàng là vẫn có thể làm được. Sau khi biết tiền căn hậu quả thạch hạo khá đắc trí, dù sao năm giọt chất lòng màu vàng lấy được đều là tinh hoa cô động, dược hiệu tất nhiên hết sức đáng sợ. Đem về cho tộc trưởng Gia Gia một giọt, lần này nhất định có thể trị khỏi bệnh kín, thân thể không tiếp tục suy bại. Cho liễu thần một giọt, biết đâu từ đó ngài có thể ngộ ra pháp tắc hay bí mật gì, cho đại tráng, bì hầu, nhị mánh bọn nó một giọt để xây dựng căn cơ, hài quả thực không có nhiều lắm nha. Thạch Hạo đếm đầu ngón tay tính tới tính lui, thật sự là quá ít, chỉ có thể chừa lại một hai giọt, làm cho nó rất xoắn suýt. Một lúc lâu sau nó mới phục hồi tinh thần, nó nói, hòn đá nhỏ, người dám ăn vụng các thần của ta. Không, giúp ngươi kiểm tra một chút coi những túi da này có bị thủng không, hoàn thạch lăn sang một bên. Ta nhớ ra rồi, thông linh hoa đâu, ngươi chẳng phải đã nói có một cây thánh dược sao, ngươi có thể thông linh đều nhờ có nó ban cho, chẳng lẽ cũng là giả sao. Quả thật có một cây hoa như thế, nhưng nó còn không có tư cách điểm hóa ta, nó tranh giành bùn cát với ta, nhưng mà nó cũng bị trục xuất vì con hàng này còn định uống chất lòng màu vàng, đã thần thạch bất mãn. Đó chính là thánh dược, nó chạy đi đâu, thạch hạo trận tròn mắt khẩn trương hỏi nó. Ta đánh một trận với nó, cắn nó một miếng, nó chạy rồi, nhưng mà ta cảm giác nó chắc còn ở gần vườn linh dược, đà thần thạch nói. Người cắn nó một miếng, đó chính là thánh dược, người giấu miếng bảo dược đó ở đâu, thạch hạo tóm lấy nó. Thánh dược là đồ tốt, ta đương nhiên sẽ không lãng phí, nếu làm vậy sẽ bị thiên lôi đánh, ta chôn nó xuống đất, sau khi nó biến thành bùn đất đã ăn hết, hoàn thạch dương dương đặc ý. Bình Thạch hạo quẳng nó xuống đất rồi lấy hết sức dẫm đạp, nó đau đớn khóc cào ầm ý, lăn lộn khắp nơi gào thét, đừng đánh, lần sau gặp nó ta bắt cho ngươi. Người như ngươi nhất định nên bị thiên lôi đánh. Thạch hạo vừa căm giận vừa tiếc rẻ. Đó chính là một gốc thánh dược hiếm thấy trên thế gian. Vậy mà nó tùy tiện cắn. Đó là còn chưa tính. Sau đó còn chôn xuống đất đợi khi mục nát thành bùn cát mới ăn. Đáng giận nhất chính là vẫn còn đặc trí. Đi nhanh lên đi. Nếu không mấy sinh linh thuần huyết đó bắt không được bất lão tuyển khi quay lại sẽ cướp mấy giọt này của ngươi. Ngoan thạch làng sang chuyện khác. Dục nó rời đi. Thạch Hạo gật đầu, một đồng túi da thú chứa đầy bùn cát chất ở chỗ này trông quá trói mắt. Thạch Hạo vắt tám túi, chồng lên người ngoan thạch ba túi bắt nó khiêng, cấp tốc phóng ra ngoài thần viên. Vốn còn định bắt mấy con thái cổ di chủng hỗ trợ đấy, kết quả là vừa nhìn ra đã không thấy ai tất cả đều sớm chạy mất dạng. Trong thần viên mùi máu tươi tràn ngập, lại chết hơn 10 sinh linh thuộc các chủng tộc khác nhau, tất cả đều ngã xuống không lâu, hơn phân nửa bị sinh linh thuần huyết giết chết. Rốt cuộc cũng đi ra rồi, Thạch Hạo thở vào một cái, sau đó nó lấy túi càn khôn ra, mở dây tơ vàng, miệng túi lập tức tỏa hào quang rực rỡ thu tất cả 11 túi cát thần vào trong. Túi bằng bàn tay mà nuốt chừng vạn vật, không gì không thu được, sử dụng thật tiện lợi, uy lực mạnh mẽ. Người còn muốn gì nữa, ngoan thạch thấy thạch hạo nhấc nó lên rồi cầm trong tay suy nghĩ, không khỏi có chút sợ hãi. Đi bắt con non của thái cổ hung thú và chim thần, còn tìm kiếm góc thánh dược kia nữa, thạch hạo nói. Thế thì ngươi đi đi, còn nằm lấy ta làm gì, non xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại, ngoan thạch kêu lên. Ta là muốn cho ngươi dương oai thiên hạ, thạch hạo nói. Lần thứ hai đi vào thần viên thằng nhỏ đầu gấu triệt để thả lòng, nó đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm được bất lão tuyền, bây giờ tìm kiếm xung quanh xem có thể thấy cái gì có giá trị hay không. Được canh giờ sau nó đào được 8 cây linh dược ở vùng gần đó, kể cả rễ cây lẫn bùn đất đều đào lên, hoàn hảo không hao tổn gì khi quay lại thạch thôn dài bùn đất màu vàng lên, nhất định có thể sinh trưởng tốt, lúc đó khắp thôn đều là linh khí, thạch hạo khoái trí, muốn vì nhân tộc mà tạo một mảnh đất lành. Nó cắm đầu cắm cổ tìm linh dược, hận không thể dọn sạch sẽ chỗ này. Cây thuốc lâu năm ở vườn linh dược tuy nhiều nhưng trường vực ở đây quá mạnh, cho dù có thể đào được nhưng cây thuốc cũng sẽ bị nát bét. Trong lúc này nó cũng gặp vài sinh linh thuần huyết, cũng từng nhập bọn với chúng truy tìm con rồng vàng nhỏ kia, rằng có hơn nửa ngày mà vẫn trắng tay. Ầm. Um. Giữa đường nó giao thủ vô cùng kịch liệt với Trừ Kiền, lại xé thêm được một miếng huyết nhục bảo dược. Bình. Ai ui. Thiếu nữ tóc tím và Ngoan Thạch cùng gào to, nàng lại giao phong với Thạch Hạo, lần thứ hai chúng chiêu lại bị đập trúng giữa cái trán trắng như ngọc, cục đứa nổi ra làm nàng giận đến thân tiên run rẩy cuối cùng thạch hạo bắt đầu chạy trốn vắt chân lên cổ mà chạy nó định hàng phục hậu đại của thái cổ hung thú nên đại chiến liên miên kết quả mấy sinh linh đó không tìm được con rồng vàng nhỏ bèn bắt đầu nhất trí đối phó nó tiến hành đại truy sát định cướp cái đuôi rồng các người chơi không đẹp chút nào sao có thể như vậy thạch hạo phận uất nó bị vây đánh những sinh linh mạnh mẽ đó liên thủ định giết chết nó giết nó đi chư kiền giống giận nó bị xé mất hai miếng thịt nghe thấy kẻ kia nói sau khi về nhà nướng một miếng nấu canh một miếng, thật sự làm cho nó tức muốn chết. Thiếu nữ tóc tím phong tư tuyệt thế, giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa trần gian, nhưng nàng bây giờ vô cùng tức giận. Hôm nay không ngờ chúng liên tiếp ba cục đá, trên vầng trán trắng như ngọc mọc lên ba cái bướu. Thường ngày nàng có địa vị cao quý, bao phủ bởi vẻ thần thánh, được thiên tài các tộc vây quanh, ngay cả con cái của thần cũng không dám làm càn với nàng. Hôm nay lại bị một thằng nhỏ đầu gấu dày vò như vậy, thực sự bị chọc tức điên rồi. Điều khó có thể tha thứ nhất là vừa rồi còn bị đánh lén, thằng nhóc đầu gấu nhảy lên lưng nàng, ôm cổ nàng quật ngã, nó la hét bảo nàng đi canh giữ cái làng chết tiệt gì đó cho nó. Quả thật là ai nhịn được chứ nàng thì không thể. Nàng Đường Đường là một đời nữ thần, phong hoa tuyệt đại, bệnh nghệ các tộc, chẳng lẽ lại luân lạc đến mức đó sao, trong nhà giữ cửa cho người, thủ hộ một cái thôn rách. Nói thật, nàng rất chật vật lúc này cùng với thằng nhỏ đầu gấu vật lộn lăn lóc quá kịch liệt làm cho mái tóc nàng rối tung, quần áo xúc xích, khắp nơi lăn qua lộn lại. Cận chiến chém giết đến mức này thằng nhỏ đầu gấu với nàng vật lộn đầy đất, thật vô cùng đáng hận, đây là loại chiến pháp đáng xấu hổ gì vậy. Tất phương cũng rất tức giận, mặt mũi âm trầm, thiếu niên nhân tộc nọ la hét muốn dẫn nó đi gặp thần, nói là có một cây thần rất lớn, thật sự coi nó là đồ nhà quê hả tổ tiên nó còn ăn cả cây thần chính hiệu, còn định gạt nó như vậy, nó đánh ra một trường, không thèm nghe tên kia ông son, kết quả thằng nhóc đáng hận kia gào toáng lên. Nhổ của nó mấy cái lông chim rực rỡ nhất, nói là mang về cái thôn rách gì đó cho hồ nữ làm quả cầu. Giết nó đi, một con ly long cũng gầm thét, hóa thành một ánh hào quang truy sát thạch hạo cũng chính thằng nhỏ đầu gấu chít chít mèo mò đáng hận này làng nhằng với nó không dứt quấn lấy nó hỏi vay long huyết nói để làm thang gì đó lát nữa mời nó ăn đại bằng trưng long huyết sau cùng thằng danh kia thừa dịp nó không để ý bóc của nó hai cái vảy rồng dính máu rồi bỏ chạy mấy sinh linh đó cứ nhằm vào mông của thạch hạo mà truy sát làm nó tức đen cả mặt nó cẩn thận suy xét lại rút cuộc rút ra kết luận quá khó ở chung với những người này tính nết thật xấu xa Phật đầu Thạch Hạo ở ngoại vi thần viên đã phát hiện nơi này tuy lớn nhưng không có chỗ ẩn thân, mấy sinh linh kia đều là cường giả thuần huyết, chúng sẽ hợp sức bao vây nó. Các ngươi thật tồi tệ, khó mà sống chung nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tối sầm, nó phận uất nói rồi trốn ra ngoài thần viên. Đám cường giả tất phương, Lý Long nghe vậy giận chỉ thiếu điều lệch mũi, tiểu tử này nói tính cánh bọn nó có vấn đề mà hoàn toàn không thấy xấu hổ, tiểu tặc chết tiệt, được tiện nghi còn khoai mã. Trừ kiền lại càng tức, nó mất hai miếng thịt, mắt đỏ lên, nếu thật để cho tên kia kho tàu một miếng, nấu canh một miếng, nó chắc phải học máu. Về phần thiếu nữ áo tím đã sớm hóa thành một vầng sáng, áo tím phấp phới được hào quang bao phủ như tiên nữ dáng trần, đuổi theo cực nhanh. Đừng đuổi nữa, ta không muốn vật lộn với ngươi, thạch hạo quay đầu liếc mắt nói với nàng. Thiếu nữ tóc tím rất ngại cảm với cái từ vật lộn này, nghe thấy thế hàm răng cắn môi xinh mọng đỏ. Nàng hận không thể bắt được thằng nhỏ đầu gấu, không lập tức giết chết mà treo ngược nó lên đánh một trận tơi bời. Thạch hạo rất muốn hàng phục một con chim thần, khủng thú, thế nhưng nó dù có nghịch thiên cũng khó mà đồng thời đối kháng vài sinh linh thuần huyết, dù sao nó còn ít tuổi, thời gian tu hành quá ngắn. Thời khắc này nó không khỏi kêu rên, chỉ ước gì được vay trước của ông trời ba năm. Rốt cuộc nó một đường chạy như điên lao ra khỏi bách thảo viên, chạy ra khỏi vùng tịnh thổ đó vừa mới ra khỏi, cả người nó loái hào quang, khí lành sông loạn, đã có thể vận dụng sức mạnh của phù văn, nhưng khi nhìn lại nó lập tức kinh hãi, mấy sinh linh kia còn kinh khủng hơn. Nơi đó như có một ngọn tiếp một ngọn núi lửa phun trào, hào quang hừng hực bốc tận trời, chấn động ra những gợn sóng không gì sánh nổi, phù văn dày đặc khiến đất trời run sợ. Tất cả chúng đều giống như thần vậy. Ánh mắt thạch hạo loài sáng. Nó biết đó là điểm đặc thù khi mở được động thiên thứ 9, sau khi rời khỏi thần viên là gặp suy xẻo rồi, lũ thái cổ chim thần hung thú này tuyệt đối là mạnh mẽ, có thể càn quét bách vạn sơn. Nó lập tức vung kiếm gãy lên chuẩn bị đón bọn chúng, xong khi thấy ly long tung ra một tấm lưới thì nó lại do dự, cái bảo cụ đó quá kinh người, có sao trời tô điểm, lóe ra hào quang rực rỡ. Cái lưới này vô cùng kinh khủng, tàn ra khí tức làm vạn người run sợ, khiến đất trời này đều phải rung động nó được bệnh từ gân thú, nùng chảy một cái lại một cái vảy lóng lánh, nuốt chừng vạn vật. Vảy rồng kia là thuần huyết, thạch hạo hoảng sợ, bảo cụ như vậy tuyệt đối đáng sợ. Bên kia, trên đầu chư tiền xuất hiện một vầng sáng, một cái roi xuất hiện, hào quang lập loài, thần quang dâng trào, trông cũng dọa người như vậy, khí tức tỏa ra giống như ngân hà lay động. Về phần tất phương thì thân thể thẳng đứng chìm trong ánh lửa ngập trời. 108 cái lông thần hiện lên phía sau nó, hóa thành một thanh kiếm thân âm vang rung động, sát khí chấn thập phương. Thiếu nữ tóc tím lúc này được một vầng sáng bao bọc, chỉ có thể mơ hồ trông thấy thân thể thon dài thần thánh của nàng, phong tư xuất thế. Xung quanh mây tím mịt mờ, trông như tiên dáng trần vậy, nàng hóa thành một tia điện tím vọt tới. Ngoài ra còn một con chim thần và một sinh vật hình người cũng rực rỡ vô cùng, phù văn cường đại làm kinh sợ trời xanh, dãy núi quanh nơi này đều đang run rẩy, đạo ầm 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 thạch hạo cầm kiếm gãy trong tay cuối cùng không bổ ra nó không muốn liều mạng với chúng vì những kẻ này đều đến từ thái cổ thần sơn khẳng định không thiếu trí bảo hỏng rồi sau khi rời khỏi thần viên bọn chúng càng thêm cường đại trình độ phủ văn kinh người thời gian tu hành của ta không dài như chúng nếu quả thật phải do đấu phủ văn hơn phân nửa sẽ gặp tai ương thạch hạo không dừng lại nó không chế kiếm gãy chỉ để lại một dài bóng mờ xông vào rừng núi hướng về nơi xa Oanh long một tiếng, rừng núi phía sau nổ tung, ánh sáng như thác lũ lao tới, càn quét mọi nơi, trông vô cùng kinh khủng, không gì có thể cản nổi những sinh linh thuần huyết này. Bọn chúng quá cường đại, các ngọn núi nhỏ đều bị đánh vỡ rồi sụp đổ, bọn họ bè gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, bám chặt cái mông của thằng nhỏ đầu gấu mà truy sát. Bọn nó mạnh quá, thạch hạo liều lưỡi, điều may mắn duy nhất là núi rừng rậm rạp, nó chui vào đó có thể ẩn nấp, khó bị phát hiện ngay lập tức thế nhưng đằng sau có chim thần dương cánh bay trên trời, trời cao cũng run dày, tốc độ của nó quá nhanh, thạch hạo trước sau gì vẫn không thoát nổi. Chúng ta có nên trốn trở lại thần viên hay không? Đám sinh linh đó đang nổi điên, chẳng may bị đuổi kịp chắc phải bị phanh thay, ngoan thạch chuột dạ nói. Thạch hạo cũng hiểu được lần này tính sai rồi, mấy sinh linh này thật sự rất đáng sợ, trình độ phù văn kinh người, và lại chúng đều nắm giữ bảo thuật tuyệt thế. Thật là muốn bắt một con, nó nhìn mà chảy nước miếng ước ao không dứt bảo thuật loại này là vô giá ngay cả nhân hoàng nhìn thấy cũng phải đỏ mắt nhưng bây giờ không thể để ý nhiều như vậy nó đang bị người túm cái mông truy sát đó nó nhanh như chấp tiến vào trong núi nhưng bọn thiếu nữ áo tím ly long có linh giác quá mạnh mẽ luôn luôn phát hiện được tung tích của nó một đường đuổi theo quyết phải tuyệt sát cũng giống như vậy tất phương càng ác liệt đôi mắt sắc bén nó bay lượn trên trời ánh mắt có thể xuyên thấu núi rừng liên tục bổ nhào xuống phát động công kích Thạch hạo căm phẫn, thật chỉ muốn chặt dụng cánh của nó, nó và một con chim thần khác có tốc độ quá nhanh, trước sau khó có thể chạy thoát. Phốc Một phen trốn chạy, thạch hạo bị thương học một ngụm máu, đám sinh linh kia nhất định không buông tha, đuổi giết nó hơn nửa vòng xuyên qua núi non vô tận làm kinh động rất nhiều cường giả. Sau cùng, nó lấy ra một cổ phù với vẻ tiếc rẻ vô cùng, lầm bầm nói, ai, dùng một lần ít một lần, thực sự là bất đắc dĩ nó dán vào lòng bàn chân sau đó cả người hóa thành một tia sáng vắt ngang qua núi rừng lập tức tan biến nhanh đến mức bọn tất phương thiếu nữ tóc tím đều cảm thấy không thể tin nổi sững sờ một hồi cái gì vậy thật nhanh ngay cả ta cũng đuổi không kịp một con chim thần nhỏ hơn khiếp sợ đó là xúc địa phù một loại linh phù được đại năng thời thượng cổ tế luyện mắt ly long lập loài lộ vẻ kinh dị nó không ngờ thạch hạo có thể lấy ra loại đồ vật này không sai đúng là xúc địa phù thiếu nữ tóc tím gật đầu hào quang nhạt đi lộ ra chân thân của nàng y phục phấp phới bay giữa trời mắt như bảo thạch mặt đẹp như ngọc mang vẻ tức giận nàng xinh đẹp không gì tả nổi xứng danh phong hoa tuyệt đại bọn họ cũng không đuổi theo vì biết rõ uy lực của xúc địa phù chỉ cần triển khai là như một tia sáng ngang trời trong nháy mắt có thể đi đến tận cùng thế giới căn bản không thể đuổi kịp sau đó bọn họ tản ra rất nhanh, đó đây đề phòng, đều là hậu đại của sinh linh thời Thái Cổ, họ có chút kiêng kỵ lẫn nhau. Người lại có đồ tốt như thế này, ngoan thạch kêu to. Thạch hạo xót của, nó chưa bắt được Ly Long, Tất Phương, thiếu nữ tóc tím, chưa kiền mà ngược lại lãng phí một cơ hội sử dụng xúc địa phù, điều đó làm nó không vui. Trước đây không lâu, ở phân bảo nhai bên ngoài di tích có một nam tử áo xanh ám sát nó, cuối cùng hắn dựa vào lá phù này đào tẩu, từ lúc đó đã bị nó để mặt tới sau này nam tử áo xanh lại xuất hiện, hắn là người của côn tộc, cùng với phong ấn giả của cai tộc cùng truy sát nó, kết quả bị thạch hạo dẫn tới chỗ nham thạch trên không trung, lợi dụng tháp nhỏ ẩn nấp trong địa hòa giết chết. Mà nam tử áo xanh tuy xông qua được nham thạch nóng chảy nhưng vẫn bị thạch hạo dùng long giao tiện đánh chết, cướp cổ phù trên người hắn, đến bây giờ mới dùng lần đầu. Xúc địa phù bị nứt ra một vệt trắng, hiển nhiên bị tổn hại sau khi dùng qua một lần, trong càng tàn tạ làm nó thở phì phì. Um. Thạch Hạo quảng ngoan thạch to bằng đầu người xuống đất rồi đặt mông nổi lên, nó há mồm thở dốc, suốt đoạn đường chạy trốn này nó quả thực mệt muốn chết rồi, mấy canh giờ liền nó chưa hề dừng bước. Này, người ngồi lộn chỗ rồi, đà thần thạch kêu lên, nó tức giận cãi vã. Người nặng như vậy, ta một đường chạy trốn còn phải ôm ngươi, mệt chết đi được, bây giờ ngồi chẳng lẽ còn không được, Thạch Hạo nói. Đến 10 vạn cân ngươi còn nhấc nổi, mang ta theo mệt thế nào được, hơn nữa ta cũng không muốn đi với ngươi, mà ngươi cũng không nên mang ta theo, và lại, ngươi có thể bỏ ta vào túi càn khôn. Ngoan Thạch nói. Thạch hạo biếu môi, nếu không ngồi lên người tên kia mà nói hơn phân nửa nó sẽ chuẩn mất, bỏ vào túi càn khôn thì càng quên đi, bùn cát màu vàng khẳng định sẽ bị nó chén sạch sẽ. Ngoan thạch bị thạch hạo nhìn bèn chuột dạ, nó có chút sợ hãi nói, ngươi muốn thế nào? Nghe mấy tên kia nói, ngươi là đà thần thạch, từ xưa đến nay chỉ xuất hiện vài khối, có thể luyện thành trí bảo mang theo ngươi bên người quá phiền toái, nếu không thì ta luyện ngươi thành trí bảo vậy. A à Phi, ngươi cho rằng ngươi là đại năng thời thượng cổ chắc, nếu muốn luyện trí bảo cứ tu hành thêm vài ngàn năm nữa đi, ngoan thạch biếu môi. Thạch hạo lập tức nện nó rầm rầm. Đừng đánh, ta thu nhỏ lại còn không được sao, nó lớn tiếng chu lên. Sau cùng đà thần thạch nhỏ đi, chỉ to cỡ đốt ngón tay, có màu vàng nhạt óng ánh nhu hòa như ngọc thạch, vẻ ngoài vô cùng tốt. Thạch Hạo thỏa mãn, quấn nó vào một sợi tóc bên cạnh tháp nhỏ. À, đây là cái gì thế? Đừng để ta cạnh nó. Hoàn Thạch lần đầu tiên chú ý tới tháp nhỏ lóng lánh. Tuy tháp nhỏ chỉ to bằng một đốt ngón tay nhưng lại khiến cho một kẻ đã thông linh như nó phải sợ hãi. Người biết lai lịch của nó hả? Thạch Hạo tò mò hỏi. Không biết, đà thần Thạch lập tức lắp lư đến bên kia khuôn mặt của Thạch Hạo mà không chịu ở cạnh tháp nhỏ, nếu không nó sẽ cảm thấy hoảng hốt. Thạch Hạo nghỉ ngơi một đêm, tịnh dưỡng tốt thương thế để chuẩn bị lên đường lần nữa. Nó không lập tức đi tìm đám hỏa linh nhi, sư tử chín đầu vì sợ tất phương, trừ kiền, ly long bám theo đằng sau. Những cấm địa có giá trị nhất trong bách đoạn sơn là phân bảo nhai, bách thảo viên, cấm khu thiên cốt. Tảng sáng rửa mặt xong thạch hạo tự nhủ, nó quyết định đến cấm khu theo truyền thuyết có ẩn dấu thiên cốt thử nhìn một cái, đoán trước nơi đó tuyệt không an lành gì. Kẻ kia cũng tiến vào, rất nhiều năm không gặp, không biết hắn đã mạnh đến mức độ nào rồi. Về mặt Thạch Hạo bình tĩnh xài bước tiến về phía trước. Nó đi qua một cánh cửa vàng, xuyên qua thông đạo, liên tục vượt qua vài miền đất để tới một vùng đất kỳ dị. Đây là một sa mạc lớn hầu như không có sự sống, khắp nơi đều là đá và cát mênh mông bát ngát. Cũng không phải không có thực vật, chỉ là rất thừa thới. Cách vài dặm mới có một cây to lớn vô cùng, giống như rồng già nằm cuộn tròn, cành lá sung xuê, chuột sức sống đó càng làm cho mảnh đất ấy trông có vẻ thê lương. Ở vùng trung tâm sa mạc có rất nhiều sinh linh, cổ thụ cũng nhiều, sinh khí bộc phát dày đặc. Chỗ này thật quái dị. Thạch hạo sau khi tới khu trung tâm mới lộ ra vẻ kinh ngạc, khu vực này sinh cơ bừng bừng, rất khác biệt so với những gì vừa nhìn thấy. Điều làm cho người ta giật mình nhất là một cây cổ thụ có phần quá cao lớn, ước chừng hơn một ngàn thước vươn thẳng tới vòng trời, thật sự là kinh người. Hơn nữa có vài cây mây già lớn không thể tả, mỗi cây cũng đủ quấn kín một ngọn núi, trông giống như cự long vậy, so với cảnh tượng hoang vắng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Tường truyền đây là một mảnh đất tai ách, không có nổi một ngọn cỏ, nhưng có máu của chư thánh nhuộm đỏ bên ngoài vùng cấm vì vậy thực vật cực kỳ sung xuê vượt quá sức tưởng tượng, có sinh linh đang bàn tán chỉ ở bên ngoài vùng cấm mới có sinh cơ bừng bừng như vậy. phía trước xuất hiện một bia bằng xương to lớn trắng toát như ngọc, trên mặt chỉ có bốn chữ cấm khu thiên cốt. phía trước tụ tập rất nhiều người, cường giả các chủng tộc lớn đều có mặt, đông như kiến. họ muốn xông vào nhưng lại rất do dự. tấm bia cao hơn 30 thước coi như là cột mốc ranh giới, vượt qua nó là đến cấm khu thiên cốt. đó là một vùng đất xương mù, cây cỏ rất thưa thớt không hề xanh tốt mà có xương mù màu xám lượn lờ xa xa nhìn lại trên mặt đất xương trắng vô tận mình mô một cõi ở nơi đây đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh đã chết thạch hạo giật mình dường như tuyết vậy trồng chất đầy trên mặt đất ầm um. có bạo động xảy ra ở sâu trong cấm khu nơi đó có sinh vật mạnh mẽ đang chiến đấu kịch liệt cho dù đứng ngoài cũng cảm thấy mặt đất run rẩy giống như đang rời non lấp bể vậy Mọi người mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt xanh lè xuyên thấu qua sương mù màu xám cho, trông giống như hai ngọn đèn thần làm kẻ khác thất kinh. Sinh linh thuần huyết đang chiến đấu kịch liệt. Mọi người triệt để buông tay, dù là thái cổ di chủng cực kỳ mạnh mẽ cũng ở bên ngoài quan chiến mà không muốn mạo hiểm bởi vì nơi đó có thần thú đang chém giết. Tục truyền bên trong có sinh linh chiếm được một khối thiên cốt, phúc duyên sâu dày làm cho người ước ao. Mọi người cũng chỉ có thể cảm thán, đây không phải là chiến trường của họ. Ừ. Um hảo quang vạn trượng tỏa ra một thiếu niên nhân loại ẩn hiện giữa sương mù không ngờ đẩy lui thần thú màu xanh thật vô cùng kinh khủng mỗi bước đạp lên mặt đất đều phát ra vô số tiếng nổ ầm ầm giống như một người khổng lồ đang di chuyển chính là hắn trùng đồng giả thạch nghị thiếu niên giống như thần có thể sánh vai với con cháu chư thần rất nhiều người kinh hô đây không phải lần đầu tiên chứng kiến thạch nghị phát uy bởi vì trùng đồng giả sau khi tiến vào bách đoạn sơn vẫn chinh chiến ở chỗ này tìm kiếm thiên cốt cả người hắn phát quang, được một vầng hào quang thần thánh bao phủ, vóc người rong ròng, tóc đen bù xù, từ chất ngút trời, giống như thần vương dáng thế vậy, không gì cản nổi. Sâu trong vùng cấm đang bạo động, có thần cầm với sinh linh thuần huyết đang chiến đấu kịch liệt, trong cảnh hỗn loạn đó hắn lại giết ra giết vào không bị ảnh hưởng. Một con bướm ma xuất hiện, khẽ vỗ cánh làm đất trời rung chuyển, âm âm một tiếng, một ngọn núi trong vùng cấm bị chém đứt sụp xuống, đặc tung khiến khói bụi mù trời liệt thiên ma điệp thật khủng khiếp thật sự quá cường đại mọi người kinh sợ cả người con bướm ma này phủ đầy phù văn rực rỡ trói mắt nó khẽ rung cánh một ánh thần quang bay ra không ngờ tức khắc chém sụp một ngọn núi làm cho kẻ khác sợ hãi một đoàn này vốn công kích thạch nghị nhưng bị hắn đón đỡ bật ra ngoài là một ngọn núi đá bị hủy diệt đó là một con bướm ma thuần huyết tường truyền tổ tiên nó vẫy nhẹ cánh cũng làm rách trời cao vạn cổ có người sợ hãi than ai cũng không ngờ nó lại là thuần huyết, còn mạnh mẽ như vậy, nếu trưởng thành có thể tái hiện thần uy vô thượng của thái cổ ma điệp. Bướm ma dài không quá một thước nhưng lại đáng sợ đến kinh người. Một con bướm ma cường đại như vậy lại bị Thạch Nghị đánh bại liên tục bốn lần, thật khó tưởng tượng nổi, không ngờ hắn có thể đánh bại hậu đại của ma thần thời Thái Cổ. Hiện nhiên Thạch Nghị định thu phục nó làm tọa kỵ hoặc chiến linh, có người phán đoán âm âm một tiếng, đất trời dung chuyển, thạch nghị bay vút lên trời, khắp người bạo phát thần mang giống như một thiên thần thông thiên động địa vậy. Tóc đen của hắn tung bay, mắt lóe điềm lành, hắn mở miệng hét lên một tiếng trong trẻo, phun ra thần quang ngũ sắc trùng kích liệt thiên ma điệp. Gì thế này, đây là bảo thuật của thái cổ thần vương ngũ sắc khổng tước vương, hắn không ngờ cũng nắm giữ, đây đã là loại thần thông kinh thế thứ năm thạch nghị thi triển. Mọi người đều giật mình, thiếu niên như thần vậy, đúng là thiên thần, mê lành trào dân, đại chiến bướm ma cuối cùng rõ ràng áp chế nó. nội tình của võ vương phủ thật kinh người, không ngờ lấy được năm loại bảo thuật trần thế, chỉ có điều cũng không phải hoàn chỉnh, đều là chiếm được từ di trùng. thạch nghị kinh khủng, vậy mà trần áp liệt thiên ba điệp năm lần, mọi người sợ hãi than, cảm thấy bất lực vô cùng, thiếu niên này quá mạnh mẽ, không ai có thể hàng phục được hắn, ở cấm khu thiên cốt này khó gặp địch thủ thiếu niên này thực sự quá mạnh mẽ một nhân loại có có thể đạt đến mức này quả thật khó tưởng tượng nổi hiếm thấy trên đời ngoan thạch nói nhỏ nó ở trên sợi tóc của thạch hạo loái hào quang lóng lánh Về mặt thạch hạo trở nên ngưng trọng trình độ phù văn của thạch nghị cực kỳ kinh khủng thâm sâu khó lường rất khó đánh giá hiện giờ hắn rút cuộc mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào thiên tài các tộc ở quanh đó đều thán phục tuy họ tâm cao khí ngạo nhưng đối mặt với kẻ tài hoa ngút trời kia lại không thể không cúi đầu tranh lệch quá lớn lần thứ năm đánh bại liệt thiên ma điệp, không biết nó có khuất phục hay không. ông. hư không tịch chiến, sọc trên người bướm ma sáng rực, nó khẽ rung cánh, ngay lập tức bay ra ngoài xa mấy trăm trượng, nó xé rách một ngọn núi thấp và xuyên qua giữa núi. mọi người hít một hơi lạnh, con thần trùng này quá mạnh mẽ, chỉ rung cánh mà hào quang dâng tận trời, nếu không có thạch nghị ở đây liệu ai dám tranh phong? Bướm ma rơi xuống một ngọn núi, toàn thân nó phát quang giống như đang điều tức, sau đó dẫn phát thiên địa cộng minh khiến tinh khí vô tận điên cuồng tuôn về phía nó, khiến nó trông như đang bùng cháy. Cuối cùng bướm ma vỗ cánh bay tới lần nữa, hai cánh lóe lên, sấm xét không ngớt, tia điện xoàn xoẹt, nơi đây mây mù cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Nó lại định phát động công kích, trong một ngày liên tục khiêu chiến, định tiến hành đánh một trận cuối cùng sao hậu đại của ma thần thời thái cổ nổi giận định tiến hành quyết chiến sau cùng, một mực thất bại thảm hại làm nó không cam lòng, lần này giúp hết sức lực, vận dụng tất cả thần lực. Toàn thân bướm ma phát quang, thân thể rực rỡ, cánh của nó như hai thanh tiên kiếm vậy, đàn chéo nhằm phía thạch nghị. Ẩm! Ừ. Tiếng sấm sét làm người dù ở rất xa vẫn cảm thấy đinh tai nhức óc, ánh chớp như biển sao điên cuồng đập tới, vô số tia chớp rực sáng khiếp người bay múa. Bảo thuật của bướm ma thật kinh người khiến người xem cuộc chiến sững sờ nhìn chăn chối, tất cả đều dựng tóc cái. Thạch Nghị đứng ở nơi đó như một vị thần, quang huy bao phủ, mái tóc tung bay, đôi mắt loài hào quang lập lòe khiến người hoảng sợ, hắn đứng đó như một thiên thần hạ giới. Hắn không làm động tác thừa, chỉ giơ tay phải chỉ lên trời, thời khắc này cả người hắn hơi nước mù mịt và hào quang hòa cùng một chỗ, biên cuồng tăng vọt cuốn cả đất trời. Ông mầm. Cùng lúc đó trên đầu hắn có mây đen che phủ, tiếng sấm kinh hoàng, tia chớp to lớn xuất hiện bay múa mà đến. Hắn cũng vận dụng bảo thuật lôi điện, thật mạnh mẽ. Mọi người giật mình nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Loại bảo thuật này trước đây Thạch Nghị từng thi triển, đến giờ vẫn không thấy hắn thi triển loại bảo thuật thứ sáu, nếu vậy quá kinh người. Đây là bảo thuật của vụ tộc, là thần thông trấn giáo của gia tộc mậu thân hắn thạch nghị lấy tia chớp chống lại sấm xét loại bảo thuật này vô cùng kinh khủng giọt mưa như cánh hoa lóng lánh bay múa đầy trời pháp tắc lôi điện cuồng bạo đến cực hạn bảo thuật trong tay hắn phát huy uy gia lực rõ ràng cường đại hơn nhiều so với vũ tộc mọi người cảm thán thần nhân hút trời quả nhiên ghê gớm bất luận thần thông nào tới tay hắn uy lực sẽ tăng lên một khoảng lớn làm cho người khó bề đuổi kịp một thân kiêm năm đại thần thông bất cứ loại nào cũng đều có thể dùng làm bảo thuật chấn tộc cả người thạch nghị tắm trong lôi điện, trí cương trí dương, không gì không phá, thiểm điện giống như ngân hà buông xuống, một tia nối tiếp một tia khiến nơi này rực sáng không gì sánh được. Mọi người bịt chặt lỗ tai, loại âm thanh này thật đáng sợ, màng nhĩ đều muốn rách nát ra, ánh chớp như sóng cả cuồn cuộn cuốn lên vô tận sấm chớp mưa bão. Chủ nhân nhìn đến đầu choáng mắt hoa, trình độ phù văn đạt đến mức này quả nhiên có thể coi là thông thần rồi, ai dám tranh phong, hai người quyết đấu có thể nói là đại chiến kinh điển còn cháu trừ thần tới coi đều phải biến sắc, thạch nghị và bướm ma quá cường đại. Điều ta nhớ không lầm võ vương phủ chỉ có hai loại bảo thuật trí cường, còn lại đều là một ít tiểu thần thông mang tính phụ trợ, tại sao hắn lại nắm giữ được năm loại bảo thuật chấn tộc như thế? Những thứ này cũng không phải võ vương phủ thu thập. Võ vương phủ không thiếu tiểu thần thông, nhưng một tộc lớn dù chỉ có một loại bảo thuật trí cường chân chính cũng đã không tệ. Mọi người nói thầm, hai đại thần thông của võ vương phủ cộng thêm bảo thuật trấn giáo của vũ tộc mới chỉ có ba loại mà thôi, còn hai loại bảo thuật thạch nghị học được ở chỗ nào. Chủ nhân kinh ngạc nhưng cũng chỉ có thể thở dài, loại người tài hoa ngút trời tự nhiên sẽ có đại cơ duyên của mình. Hơn nữa võ vương cũng không phải là người thường, lúc còn trẻ cũng cạnh tranh ngôi vị nhân hoàng, thực lực mạnh đến dọa người cho dù nhiều năm qua chưa từng hiện thân nhưng mọi người cũng không quên, nói không chừng ngài lấy được hai loại thần thông bí ẩn từ lâu rồi bí mật chuyển xuống, người ngoài không biết mà thôi. Quanh, Bướm ma bị đánh bay, lôi điện của nó rất mạnh, chẳng kém gì thạch nghị nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trung đồng giả rất đáng sợ, đôi mắt có thể phóng đại những sơ hở rất nhỏ sau đó tấn công vào, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội tất nhiên hắn có thể thực hiện dễ như trở bàn tay. Doạt. Lôi điện tan hết, Bướm ma không cam lòng hóa thành một tia sáng vọt tới, hai cánh nó như hai thanh tiên kiếm long lanh trong suốt, rực rỡ khiến người không mở mắt ra được, mang theo hàng vạn tia sáng chết chóc. Trên cánh thần mang bùng phát, một tia lại một tia quét về phía trước đánh cho ngọn núi cùng thung lũng kia nát vụn rồi âm ầm sụp đổ. Mọi người ngơ ngác, không khỏi hoảng sợ. Hai cánh bướm trong suốt rực rỡ quả thật như hai thanh tiên kiếm vậy, vô cùng sắc bén, phát ra ánh sáng không gì chống nổi, chém về phía thạch nghị. Thạch Nghị không sợ hãi, con người hắn mở ra, bắn ra một tấm lưới phủ văn kinh khủng đi kèm với thần âm vang vọng, một vầng hào quang mịt mù do phủ văn thần bí tạo thành bao phủ phía trước. Loại cảnh tượng này rất kinh người, giống như khai thiên vậy, hào quang mịt mù trong cực kỳ giống khí hỗn độn mãnh liệt sương trào. Trung đồng khai thiên, có người kinh hô. Lời đồn quả nhiên là sự thực, đôi mắt của Thạch Nghị có thần năng vô cùng huyền ảo, có thể chấn giết địch thủ, còn người hắn lộ thần quang, định trụ càn khôn bướm ma dãy ruộng, sau cùng hai cánh cứng ngắc bị trói ở trên không trung, quang mang hai cánh dần dần mờ đi, khó có thể phóng ra kiếm quang, khắp thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Người trừ những thứ này còn có cái gì? Liệt thiên ma điệp tuy rằng bị trói nhưng cũng không hoảng hốt, thanh âm của nó trong trèo nhưng lạnh lùng, đúng là giọng một thiếu nữ. Thạch nghị không nói, cả người phát quang. Oanh một tiếng, xung quanh hắn xuất hiện các loại phù văn, kinh khủng nhất là có mấy cái động thiên xuất hiện, bên trong chứa vài sinh linh như thần thánh bên trong một động thiên có một con khổng tức ngũ sắc dương cánh mà hót, chập chờn trong hào quang sáng lạn, mạnh mẽ khiếp người. Trong một động thiên khác là một con bệ ngạn hung mãnh vô cùng, giống như hổ thần, sừng rồng dài, cả người ánh sáng rực rỡ bùng lên trói mắt, nó ngừng đầu gầm giống. Trong động thiên thứ ba là một con kim bằng giống như đúc bằng vàng ròng, hai mắt như điện, cả người kim quang dâng trào, trông nó giống như thiên thần thời thái cổ tái hiện. Trong động thiên thứ tư, cả năm động thiên phát sáng đều chứa những sinh linh kinh khủng, khổng tức ngu sắc, bệ ngạn, kim sĩ đại bằng một đám luyện quanh người thạch nghị, mười ánh sáng sán lạn bay mùa tôn hắn lên như thần vương của chúng thần, bệ nghĩa nhân gian. Mọi người sửng sốt, đây là biểu hiện khi bảo thuật được luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, áo nghĩa phủ văn của năm đại thần thông đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Thế nhưng mỗi loại bảo thuật đều bị hắn cô động thành một mảnh phủ văn đưa vào trong động thiên tầm bổ, hóa sinh ra chim thần mãnh thú thời thái cổ. Một mảnh phù văn, một loại bảo thuật trí cường. Mối động thiên tầm bổ một sinh linh trí tôn. Mọi người đều kinh hô, điều này cũng quá kinh khủng, chỉ những người có thiên tư cực cao, lĩnh ngộ và hiểu biết đối với phủ văn đạt đến cực điểm mới có thể hiển hóa ra dị tượng như vậy. Không hổ là trung đồng giả, người như vậy chỉ cần sinh ra và lớn lên bình thường nhất định có thể sánh với thánh nhân thượng cổ, là bậc thần nhân. Cường giả các tộc đều kinh hãi, thiếu niên nhân tộc này không thể địch nổi bên ngoài đám đông thạch hạo móc một nắm bùn cát màu vàng bỏ vào trong miệng nhai rau ráo, mặt không đổi sắc lẫn trong tóc nó ngoan thạch bé bằng đốt ngón tay ấm áp và bóng như ngọc lập lành ánh vàng nhạt sáng bóng khi thấy vậy lập tức kêu rên chẳng phải để mấy thứ đó lại cho ta sao sao mới lại ăn nữa ăn sạch ăn sạch luyện hóa toàn bộ thạch hạo nói cho mình nghe miệng nhai cắt lòng lanh lời nói lúng búng không rõ nó nói thật muốn lớn thêm hai ba tuổi mặc kệ thế nào người cũng không thể ăn cát thần thứ này ngươi quả thực không tiêu hóa được đà thần thạch nhìn nó chà đạp như vậy mà đau lòng muốn chết người chẳng hiểu gì cả thạch hạo nói nó dù đang nhai cát vàng nhưng có chút thất thần muôn vàn mạch suy nghĩ từng cái phủ văn từ trước đến nay hiện ra trước mắt đà thần thạch sửng sốt nhìn thạch hạo ăn bùn cát đột nhiên nó cảm giác được trong lòng thạch hạo nhất định chôn giấu thật sâu điều gì đó nhìn tựa như rất hung tàn nhưng thật ra đang liều mạng nâng cao thực lực thiếu niên như thần kia là địch thủ của ngươi ngoan thạch hỏi thạch hạo gõ nó binh một cái rồi nói ta là vô địch ngoan thạch phản đối nó nói còn đập nữa ta lập tức bỏ đi thạch hạo tóm lấy nó cho vào miệng cắn nói người ăn nhiều đồ tốt như vậy thần tính tinh hoa nhất định rất nhiều ta phải nếm thử coi có mùi vị gì cứu mạng đà thần thạch thét chói tai thằng nhỏ hung tàn này đang cắn nó kèn kẹt kèn kẹt Thạch Nghị lại thả liệt thiên ma điệp lần nữa, để mặc nó bay sâu trong vào vùng cấm thiên cốt, đi vào trong sương mù. Tiếp theo trùng đồng giả cũng đi vào và biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ồm. Um. Sau nửa canh giờ, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát sinh, toàn bộ tiểu thế giới rung chuyển và tỏa sáng. Thông đạo giữa các vực bắt đầu mờ nhạt, tất cả cánh cửa màu vàng đều nhanh chóng trở nên ảm đạm rồi triệt để biến mất tất cả các khu vực khắc tiểu thế giới dung hợp, nối thông cùng một chỗ, không cần phải dựa vào các thông đạo màu vàng này để đi đến các khu vực khác nhau. Chỉnh thể chân chính của Bách Đoạn Sơn xuất hiện mà không còn bị phân cách thành từng vùng từng vùng. Lúc này thời gian mở ra đã đến những giờ phút cuối cùng, sắp sửa kết thúc, nếu muốn quay lại phải sau 100 năm, mà điều này cũng có nghĩa là nguy cơ thực sự đã đến. Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, khi các vực nối thông với nhau không chỉ thiên tài dễ phát sinh va chạm mà đáng sợ nhất chính là dân bản địa ở Bắc Đoạn Sơn sẽ bắt đầu đi săn. Ngào giống. Tiếng gầm gừ nặng nề vang lên làm rung động cả đất trời, khí tức kinh khủng từ sâu trong các dãy núi lớn tỏa ra làm muôn vàn ngọn núi đều rung chuyển. Những sinh linh mạnh mẽ, những dân bản địa này không hiếm trường hợp vẫn bị nhốt ở trong những khu vực nhỏ, bây giờ được giải thoát triệt để, điên cuồng lao ra khỏi lãnh địa của mình chúng như nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu tàn sát những thiên tài từ bên ngoài sông vào. Một đàn rơi to lớn đập cánh, phát ra tiếng rú rít, mỗi con to như rực lòng vậy, chúng trốn thoát từ một vực sâu bị phong ấn, un un kéo đến chém giết bốn phương. Một con báo bạc thức tỉnh trong một sơn cốc ngập trong sương mù che phủ, nó đứng dậy, cao có đến vài trăm thước, vầy màu bạc khắp người loài sáng. Nó nhảy lên một cái, sau đó âm một tiếng đáp xuống một ngọn núi, móng vuốt to lớn hạ xuống làm đỉnh núi sụp đổ ngay lập tức giang dấp. Một ngọn núi lửa nứt ra, một con mãng ngưu toàn thân đỏ rực lao ra, đạp lên nham thạch nóng chảy, tiếng giống rung chuyển cả tiểu thế giới làm núi non khắp nơi đều nứt vỡ. Những kẻ đến từ bên ngoài đào móc linh dược, cướp đoạt bảo cụ, chúng ở chỗ này tiêu dao đã đủ lâu, thịnh yến của chúng ta cũng nên bắt đầu rồi, một con bích nhãn kim tình thú mở miệng nói. Nó đi ra từ một cái hồ lớn, trông giống kỳ lân, trên đầu có sừng hưu dài, vảy đỏ dày đặc, đuôi như roi thép, móng vuốt sắc nhọn, toàn thân đỏ thẫm hơi nước mịt mù hào quang bốc lên trong một ngọn núi lớn một con khổng tước và một con kim bằng cùng sống chung chúng nhìn xuống núi sông vạn vật sau đó cả người bắn ra bảo quang làm ngọn núi vỡ làm bốn mảnh chúng giang cánh vỗ trời chia nhau bay vút lên trời